Lời đầu tiên mình xin chào cô chú anh chị anh em. Nay mình đăng cái giỏ 8m5 của Đức Tài này bán nha anh em. Giỏ máy luôn nha. Giỏ Đức Tài 8m5. Quay sơ lược báo giá luôn nha anh em. Này, mỗi gió này màu còn ok nha anh em, trong sạch nha, trong sạch nha, gió này là chưa lỏng lên nha anh em, có cái mùi nha, vậy cái mùi, trong này. Đó, về đặt lú dân lưới rồi nha anh em. Này, gió này mình chưa đo chiều ngang, chưa đo chiều ngang chiều cao, để chiều ngang chiều cao chút mình để trên màn hình nha, nha. Tám mươi năm Đức Tài máy 3T66 đây, dòng môi nữa sao có dàn sạp gì nè, như đây lót sạp gì hết. Máy này ít ăn dầu lắm nghe nè, máy này nếu mà mình giao giỏ cũng mấy chuyến rồi, mình có đo thử là 100 cây số nó tầm 8 lít tới 9 lít dầu nha. Và tay sinh sáu máy này thì có làm dàn hơi nữa rồi, mới làm dàn hơi nữa nha anh em, làm nó hơi đổ hơi làm lại luôn rồi, cầu sắt vịt thì nóc. Quay ngoại hình máy cho anh em xem. Máy để cái nổ nha anh em. Ít ăn dầu. Này về anh em xài mình có 30 được. Này mình xài mình có cái bình 70 nè mình xài nè. Về anh em mua cái bình cỡ 30 xài được ha. Mua 70 cũng được, 50 70 gì cũng được. Máy còn sạch không có xì nhớt nha anh em. Máy mình chạy hôm nay mình cũng đi giao giỏ đó, máy chạy ok đó. Cái mùi này đẩy lên xuống được nha, ship lên gì nè, ship lại gì đó, máy bật số, cái khớp bằng sau này lên xuống được nha nè. Đó là vừa là đẩy xuống. Bên này có hai miếng này, mưa sập miếng này xuống như nào. Bên này hai bên nó có hai miếng này nè, hai miếng này xuống, mưa sập miếng này xuống. Có 85 Đức Tài nha, trong màu sáng nha. Con cái nó bị dập dập chỗ này nè, dập dập quét quét keo lên nhiều, không có sơn rồi, quét có nhiều lắm. Chứ vỏ mình lật ở dưới chưa có lủng lỗ nào nha anh em,
coi dạ dứa không có lủng lo nào hết, dạ dứa còn ngon lành luôn. Vỏ nó trong còn sạch sẽ luôn, chứng từ luôn, màu ok đó. Vậy sao là cái vàng mua cho anh em xem kỹ nha. Rồi xin báo giá luôn nha anh em, cái này thì bán mình nè, tặng cây dầm nè, tặng cây dầm nè, để lấy lại nha anh em. Theo nó là cái bình dầu này luôn, à, điểm cái chỗ máy này luôn nha nè, chỗ máy này chỗ với cái dầu gần cung đó, chạy cho đỡ mỗi tay mỗi chân này, à, tăng đưa lên xuống được, mỹ nóc luôn. Rồi bán trọn bộ vỏ máy này là 14 triệu nha anh em, 4 triệu chưa bao ship nha. Đó, 4 triệu về đặt lúa là ngon lành luôn. À, chưa nắng mình ngồi nè, chưa nắng ngồi trong đây mắc cười luôn. À, mình nhắc lại trọn bộ nó 14 triệu chưa bao ship nha anh em. Thì theo nó là có cây dầm với cái cây chổi máy này nha anh em. Với bình dầu nè. Cái bình đó mình lấy lại nha. Bán vỏ máy không có bán bình được nha anh em, bình là cái chạy còn máy tùm lum vậy đó. Con cái bình đó cái bán cũng mấy cái xin nè. Anh em kia xin hoài không, không được như thế nào, có cái để thử à, em mua với lại anh em mua bình mới để xài cho chắc ăn nha. Chạm máy đèn phát nổ nha anh em, thì chút mình test thử, mình chạy thử cho anh em xem được nha. Rồi giờ để mình chạy thử nha anh em. Rồi giờ mình test thử nha anh em. Nhưng mà lấy dây điện này chấm vô cái này là đề này nha, chấm vô dàn lót này. Nên cầm máy test là khó vậy nên thông cảm nha. Thôi thank you.
đây nè nè. Rồi anh em ơi, có nên gì khác gì quay khó quá. Tốc độ là cũng ok lắm nha. Rồi anh kết thúc video ở đây nha. Rồi bye nè.